Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng một đoạn kinh ở trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh có tựa đề là Tùy Phiền Não. Tiếng Pali gọi là Upakilesa. Upa là gần, kế cận. Kilesa là phiền não. Cái duyên khởi của cái bài kinh này được xuất phát từ một sự kiện là có hai nhóm tỳ khưu ở Kosambi đã tranh cãi nhau. Một bên thuộc về pháp và một bên thuộc về luật. Mà cái nguyên nhân mà gây một cái sự chia rẽ ở trong tăng chúng và một từ tăng chúng chia rẽ, nó dẫn tới chư thiện nam tín nữ cũng chia rẽ nhau thành hai phe. Rồi chẳng những như vậy mà chư thiên cũng chia rẽ nhau từng làm hai phe. Và sự kiện nó bùng nổ lớn đến mức độ mà Ngài Ananda đã trình bày đến Đức Phật rằng và Đức Thế Tôn, hai tại xứ Kosambi có hai nhóm tỳ khưu chia rẽ nhau, một bên thì thiên về pháp, một bên thiên về luật. Nhưng mà tôn giả Anuruddha là không can thiệp vào. Đức Thế Tôn Ngài mới dạy rằng: này Ananda, người như Anuruddha thì không thể nào can thiệp vào cái sự kiện này, mà những người mà có thể có khả năng can thiệp vào cái sự kiện này đó chính là hai vị thượng thủ tinh văn và người, tức là Đức Ananda, có thể can thiệp vào cái sự kiện chia rẽ này để mà làm cho sự hàn gắn trở lại. Nhưng mà dù cho là ai đi chăng nữa thì ngay chính tự thân Đức Thế Tôn Ngài đi tới khuyên giải, thì hai nhóm tỳ khưu ở Kosambi vẫn chia rẽ nhau. Thậm chí có một vị tỳ khưu lớn tuổi thấy Đức Thế Tôn tận tụy trong việc hàn gắn cái mối chia rẽ của tăng chúng như vậy, đã xót thương Đức Thế Tôn mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài để nhóm tỳ khưu đó muốn làm gì thì làm, Ngài đừng có nên can thiệp vào. Và thưa quý vị, Đức Thế Tôn nghe vị tỳ khưu già mà nói như vậy, Ngài im lặng và Ngài lặng lẽ bỏ ra đi. Và Ngài đi tới đâu? Ngài đi tới trú xứ của ba vị tỳ khưu, tức là Ngài đi tới ở chỗ nơi ở của tôn giả Phá Gú, tôn giả Anuruddha và tôn giả Kim Bilát. Cũng tới đây Đức Phật Ngài mới hỏi rằng: này chư tỳ khưu, các ngươi sống nơi đây như thế nào? Thưa quý vị, các vị tỳ khưu, Ngài Phá Gú, Ngài Anuruddha, Ngài Kim Bila mới trả lời Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống ở nơi đây rất là hòa thuận. Này các tôn giả, này các tỳ khưu, các ngươi sống như thế nào mà được hòa thuận, được an lạc như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống bằng cách lấy tâm mình là tâm người. Khi một vị tỳ khưu nào mà đi bát về trước, sau khi thọ thực xong, thì những cái phần còn, vật thực còn dư lại, vẻ ấy để trong bát. Và để cho vị tỳ khưu đi bát về sau, nếu thích, nếu muốn, thì thọ dụng những cái vật thực đó.
Và vị tỳ khưu đi bát sau cùng về, ở sau khi thọ thực xong thì những cái vật thực còn dư tàn sẽ đổ ở trên cái bãi cát trống không cỏ, để cho những chúng sanh mà hữu tình nhờ đó có thể sống được an lạc. Và sau đó vị đó đi rửa tất cả những cái bát còn lại. Riêng vị tỳ khưu mà về trước đó, sau khi thọ thực xong thì sẽ múc đổ đầy những cái lu nước vân vân. Tức là sống với cái tâm mình đó, như cái tâm người, cho nên sự sống rất là an lạc. Ở đây chúng tôi muốn trích đoạn như vậy để xin nói lên một cái ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì trong giáo pháp của chúng ta có cái sáu pháp gọi là lục hòa. Thứ nhất là thân hòa. Mà thân hòa ở đây phải là cái thân không có náo động, được gọi là kaya kamma metta, tức là thân nghiệp từ, tức là thân hành động với một cái từ tâm, một cái từ ái. Thứ hai là ngữ hòa, tức là mình nói cái lời nó im ái, im dịu. Thứ ba là ý hòa. Cái thân hòa hay ngữ hòa nó cũng xuất phát từ cái ý hòa. Lấy tâm mình sống như tâm người, tức là ý hòa. Mà có ý hòa được thì thân hòa nó sẽ có, và ngữ hòa nó sẽ có. Còn những cái chi phần còn lại như là lợi đồng quân, tức là khi có được những cái lợi đắc, những lợi lộc thì chia sẻ với bậc đồng phạm hạnh. Thứ hai, tiếp theo nữa là cái giới đồng tu. Những giới luật nào mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định hoặc Ngài dạy phải thực hành thì cùng nhau mà hòa hợp như vậy để tu tập. Rồi thứ ba nữa là kiến, là cái sự thấy, sự hiểu biết đồng giải. Và nếu có được như vậy thì cái sự bất hòa nó sẽ không hề khởi lên ở giữa trong tăng chúng. Mà bao giờ tăng chúng có một sự đoàn kết, bao giờ có một cái sự hòa hợp với nhau thì tăng đoàn sẽ trở nên vững mạnh. Nhưng ở đây khi mà lấy ý hòa, tức là lấy tâm mình để mà làm, để sống như tâm người, rồi chúng ta mới trở lại một cái sự kiện khởi lên cái bài kinh này. Bởi vì do nhân nào, do cái nguyên nhân nào mà khiến cho hai vị tỳ khưu, hai nhóm tỳ khưu, rồi thiện nam tín nữ, rồi các chữ thiên là chia rẽ làm hai khối như vậy. Nguyên nhân chỉ là một cái chút nước còn sót lại ở trong chậu, trong nhà cầu, mình thế thôi. Nhưng mà vì một cái tự ngã, vì một cái tự ái, một vị pháp sư thì chỉ trích vị luật sư là nói dối, mà vị luật sư thì chỉ trích vị pháp sư là không thông luật. Vì sau khi đi vệ sinh thì phải làm sạch sẽ cái nước ở trong nhà cầu đó, nhưng mà còn để dư sót là phạm luật mà không biết. Còn vị luật sư thì bảo rằng là khi mà vị luật sư mà bắt lỗi vị pháp sư thì vị pháp sư mới nói rằng cái này do tôi vô ý, thì vị luật sư mới nói rằng là vô ý thì không có tội. Thế nhưng mà lại về nói với đám môn đệ mình là vị pháp sư không rành luật, không biết luật. Nghe vậy thì vì một cái tự ái khởi lên. Vị pháp sư nói vị luật sư đã luật sư mà còn nói dối, nói rằng ta khi mà nói ta vô ý thì ta không có phạm, vậy là nói ta không biết luật. Cho nên một cái sự kiện này nó chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi đệ tử của hai vị nó lại tranh chấp nhau, rồi thiện nam tín nữ của hai nhóm nó lại tranh chấp nhau, rồi các chư thiên ủng hộ lại tranh chấp nhau.
Cái điều này nói lên vấn đề gì? Xin thưa quý vị, điều này nói lên rất nhiều cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tại sao thiện nam tín nữ là ủng hộ vị pháp sư? Tại sao thiện nam tín nữ là ủng hộ vị luật sư? Bởi chính vì những cái nhóm luật sư này, những cái nhóm pháp sư này đều là những người có giới hạnh tốt đẹp, chứ không phải không. Vì từ có giới hạnh tốt đẹp như vậy cho nên chư thiên cũng ủng hộ. Mà chỉ vì có một cái tự ái, một cái nhỏ cho nên nó mới có một cái phiền não sân khởi lên. Mà phiền não nhỏ này nếu không khéo dập tắt thì nó sẽ trở thành lớn lên. Cho nên cái duyên khởi được nêu lên như vậy. Và cái bài kinh này gọi Upat Ký Lê Sát, nó là cái tùy phiền não. Từ một cái chuyện nhỏ mà chúng ta không chịu dập tắt, từ một cái chuyện nhỏ mà chúng ta không diệt trừ nó đi, thì để khi nó phát tác lên, nó làm nó phát triển, thì nó sẽ trở thành rất là tai hại. Và cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn Ngài lặng lẽ bỏ ra đi, cái hình ảnh mà Đức Anuruddha không can dự vào được. Bởi tại sao vậy? Bởi vì trước khi mà Đức Anuruddha chứng quả A-la-hán, Ngài cũng bị những cái sự dèm xỉm, những cái sự mà đã kích Ngài hay là nói xấu Ngài. Quý vị biết rằng là Đức Anuruddha là người có phước rất lớn. Vào trong một quá khứ thì Ngài đã từng làm việc phước mà Ngài ước nguyện rằng xin cho những kiếp sau con đừng có biết ý nghĩa tiếng không có. Ở cho nên trong cái khi Ngài mà gia nhập vô tăng đoàn á, thì cái đời sống về cái vật chất của Ngài nó không hề thiếu. Mặc dù Ngài là cái người hành trì những hành đầu đà như là mặc áo, mặc y phấn tảo, y cũ rách, y ở nơi đống rác. Và thậm chí khi mà Ngài mặc y trong đống rác, cô tiên nữ Chalini, tức là cái người vợ trước của Ngài khi kiếp trước Ngài làm vua trời đế thích, cũng xuống một dân tắm thiên y chứ không phải không. Cái phước đặc biệt của Ngài ở trong quá khứ nó khiến cho Ngài có những cái tứ vật dụng dồi dào, mà cũng từ đó đó cho nên cũng có sự mà dèm xỉm, những cái sự mà chỉ trích Ngài, đúng không ạ? Đến nay mà có một sự kiện khởi lên mà hai nhóm tỳ khưu mà tranh trách nhau như vậy, mà Ngài đi tới Ngài hòa giải thì không cách nào Ngài hòa giải. Mà thậm chí Ngài cũng có thể sẽ bị những cái sự chỉ trích cả hai phía tách vào Ngài. Cho nên Đức Phật Ngài giải rằng người như Anuruddha làm sao mà can thiệp vào trong cái sự kiện chia rẽ này được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Ngài không có trách nhiệm với tăng đoàn. Cho nên Đức Phật Ngài mới đi ngự tới cái xứ của Ngài Anuruddha, Ngài Phá Gú và Kim Bi Lá để hỏi lên cái lối sống của các ngài như thế nào mà các ngài lại được sống an lạc, được sống một cách tốt đẹp. Thì ngài mới trả lời rằng con lấy tâm mình làm tâm người. Cái bài học này cho chúng ta thấy rằng là một cái sự kiện này khởi lên, một cái người mà không chịu quán xét, một cái người không thấy được cái nguyên nhân nhỏ mà dẫn tới một cái tai hại lớn, thì cái người này không phải là người có trí. Cái chuyện đâu thì còn có đó, không vội vàng mà cũng không có chậm chạp tìm hiểu được cái lợi cái hại. Chúng ta thấy rằng có những người giận lên một cách mà không một cách quá đáng đến độ mà không xét được cái do cái nguyên nhân nào mà mình giận. Một cái người trong cơn giận có thể có những cái lời lẽ nó không hay, cái lời lẽ nó không có lịch lãm hay là lịch sự. Và xét thấy nếu một cái nguyên nhân nhỏ mà dẫn tới một tai hại lớn thì nên diệt trừ, nên đình chỉ lại. Cái chuyện đâu thì còn có đó.
Và mình sẽ từ đó mình sẽ nhìn thấy được những cái sự kiện ở trong nguyên nhân khiến mình bị sân lên. Mà cái sân này nó thật sự nó không phải, mà nó do cái tùy phiền não. Nhưng hàng Phật tử cũng vậy. Khi mình ái mộ, khi mình cung kính, khi mình có một cái sự tôn sùng một vị sư, một sĩ đó rất là đúng đắn, rất là có giới hạnh, có những cái đa văn không vậy. Nhưng mà mình không chạy theo một cái thiên tính, tức là không chạy theo một cái tình cảm. Mà cái người Phật tử ấy, cũng phải nên quán xét lại mỗi sự kiện này giữa sức tích của ông thầy mình và một ông thầy người khác, hay là một vị sư khác, thì xem cái sự kiện này có đáng để mà mình ủng hộ hay không. Nếu ủng hộ mà không có một cái gì tai hại, nó không có gì gây chia rẽ ở trong cái giáo đồ, chư thiện nam tín nữ ủng hộ ông pháp sư, rồi chư thiện nam tín nữ ủng hộ ông luật sư, cái đồ chúng này ủng hộ đồ chúng kia, rồi chư thiên là ủng hộ ông pháp sư, rồi nhóm chư thiên khác ủng hộ ông luật sư. Như vậy thì nó chẳng khác nào tay trái đánh tay phải. Mà khi tay trái mà đánh tay phải vậy thì tay trái cũng chưa chắc đã đau, mà tay phải cũng chưa chắc đã đau. Nhưng mà cái sự đau nó khởi lên cho cái người chủ đó, chủ của tay trái, chủ của tay mặt đó. Bởi vì con là con chung. Từ tỳ khưu ni, sa di đến sa di ni, hay là thiện nam tín nữ, đều là con một nhà, đều là anh em ở một nhà, đều là thân bằng huyết thuộc ở trong một cái nhà. Một cái nhà này được dựng lên bởi giới định tuệ. Một căn nhà hoàng bích của Đức Thế Tôn Ngài đã tạo ra. Một nhóm này ủng hộ cái vị thầy của mình, nhóm khác ủng hộ nhà vị thầy của mình, thì nó sẽ sâu xé nhau. Và cuối cùng thì cái hình ảnh một nắm đũa không thể bẻ gãy, trái lại tách ra từng chiếc thì vẫn sẽ bị bẻ gãy từng chiếc một, và cuối cùng sẽ đi tới cái diệt vong. Cho nên cái ý nghĩa mà lấy tâm mình sống bằng cái tâm người nó rất là đặc biệt, một câu nói ngắn ngủi như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng nếu như đặt chúng ta vào một cái điều gì đó, khi gặp một sự kiện gì đó chúng ta phê phán, thì giả sử rằng chúng ta cứ đặt mình vào một cái địa vị của người đó thì mình sẽ xử lý ra sao? Nếu như mà mình xử lý một cách tệ hại hơn thì mình hãy thông cảm. Chúng tôi thí dụ như vậy. Những cái vị sư chưa phải là trụ trì thì không biết được cái nỗi gian nan của những vị trụ trì. Thì nhìn vị trụ trì đó, thấy được những thiện nam tín nữ tới cung thỉnh để mà đi dự lễ, đi dự trai tăng hay gì đó, thì những vị sư đó sẽ ngẫm nghĩ rằng quả thật đây là cái phước của vị đó. Mà vị đó có được cái phước mà được những thiện nam tín nữ, những người hàng tại gia mến mộ vậy, do cái nhân nào? Do cái nhân đó vị đó tu hành có tốt đẹp, và vị đó là cái người đang lãnh đạo của một cái ngôi tự viện trăm công ngàn việc đều lo to. Mặc dù cái dưới tay cũng có những cái người phụ giúp được, chứ phải không? Hoặc là trăm dâu đổ đầu tầm, trăm suối đổ về con sông, nhiều cái lo to, thì ở trong đó là cái phước của vị đó, chính cái phước vị đó mới được làm trụ trì. Thì ra mình sẽ, nếu muốn thì tích lũy cái phước của mình bằng cách nào? Bằng cách thực hành giới định tuệ, và rất là thoải mái, rất là vui trong cái phước của người ta. Cũng giống như Ngài Anuruddha trong tiền kiếp, vì đã tạo được cái phước lành với sự ước nguyện rằng từ đây đến dòng luân hồi con xin cho con đừng có biết tiếng không có,
Thì ngày hôm nay ngài vị ấy được những cái vật thực đầy đủ, những cái y phục đầy đủ, những cái sàn tọa đầy đủ, những cái thuốc trị bệnh đầy đủ, đó là phước của vị đó. Và chúng ta nhìn thấy được cái nguyên nhân đó thì không có gì mà phải khó chịu, không có phải gì, cũng không có gì mà phải dèm xỉm hay là chỉ trích. Và lấy tâm mình mà sống bằng tâm người như vậy, nó chẳng khác nào hai người nhìn vào một hướng thì rất là hòa hợp, rất là vui. Nhưng mà hai người cùng gấp một món thì bây giờ nó mới sinh ra những cái tùy phiền não, nó khởi lên. Mà tùy phiền não đó cho chúng ta không biết dập mà thôi, không biết, do chúng ta không biết diệt trừ mà thôi, do chúng ta chạy theo nó mà thôi. Chạy theo cái gì? Chạy theo cái vật dục của thế gian, chạy theo cái bản ngã của mình, chạy theo một cái sự tự hào, tự đắc của mình. Mà bao giờ còn chạy theo như vậy thì nó sẽ những phiền não đưa rắn yên tự nhiên nó dấy động tới. Cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn ngài lặng lẽ ngài bỏ đi, nó cũng là một cái bài học cho chúng ta. Ở nơi nào mà những cái lời chân thật, những lời hợp lý, những cái lời mà khuyên can một cách tốt đẹp mà người ta không nghe, một người cố chấp không nhận thức được, hay nhận thức được nhưng vẫn cố chấp, thì nên lặng lẽ bỏ đi, sẽ không bàn cãi nữa. Những bài học đó cho chúng ta thấy rằng càng bàn cãi thêm thì nó rối lên thêm, chứ không làm gì. Mỗi người sẽ tìm những cái lý lẽ để bảo vệ cho mình. Một đứa bé nó làm gì sai đó, à, sai thấy rõ, nhưng mà bà mẹ hay là người cha rầy đó, nó cũng tìm cách nó chống chế, à, tại bị vì, đúng không? Chỉ trừ trường hợp mà nó sợ quá đứng yên, chứ nếu cho nó nói thì nó cũng sẽ tìm cách biện minh cho cái hành động của nó, cho cái tội lỗi của nó. Và trong ta có biết bao nhiêu đứa bé như vậy, có thể nói rằng có hàng trăm ngàn cái đứa bé ở trong tâm chúng ta. Một khi chúng ta làm cái lầm lỗi gì đó thì có hàng trăm hàng ngàn cái luật sư biện hộ cho cái lầm lỗi, chỉ có một công tố viên mới nhìn ra cái vấn đề, mới buộc tội chúng ta. Mà trong tâm ta chúng ta có hàng ngàn luật sư, hàng trăm luật sư vậy, cũng giống như hàng trăm cái đứa bé luôn luôn tìm cách biện minh. Cho nên hãy gạt nó qua, để chúng ta nhìn ra cái nguyên nhân của nó và nhìn ra cái hậu quả của nó. Có nhìn ra được nguyên nhân, có nhìn ra hậu quả, dần dần tâm lý của chúng ta nó sẽ trở nên mọi chuyện còn đâu còn đó. À, thưa quý vị, cái người này được lợi đắc, được cung kính, được danh vọng, mà được tiếng thơm, không phải đột nhiên mà có, ít ra do nhân quá khứ, ít ra do duyên hiện tại. Chúng tôi thí dụ như quý vị vậy, như trong lúc này chẳng hạn vậy, Đại Đức Minh Đức là cái người chủ đoàn, nó phải là tự nhiên mà có, không nhân phước ở quá khứ thì cũng nhân phước trong hiện tại. Rồi Đại Đức Minh Đức cũng là một vị pháp sư, cũng giảng thuyết, cũng trình bày những ý của Phật pháp một cách thông suốt, từ đó mới có được cái vị trí này và được cái sự ngưỡng mộ, chứ không phải là không có. Chứ nhưng mà nhìn thấy như vậy thì chúng ta nên hoan hỷ. Và nếu muốn vậy thì mình sẽ làm được như vậy, mình sẽ thực hiện cái vai trò giới định tuệ, sẽ làm cho cái trí tuệ mình sung mãn, làm cho giới mình được sung mãn, làm cho những cái sự hiểu biết mình càng ngày càng thâm sâu, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy thôi. Thì chuyện đâu còn có đó. Muốn làm những cái điều tốt nó khó, để làm điều xấu thì dễ lắm. Khen người ta hát là khó, khen đúng lại càng khó hơn, nhưng mà chê thì dễ, chê thì dễ. Chúng ta nhớ rằng trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy này Atula, nó ít cũng bị người ta chê, im lặng cũng bị chê, mà nói nhiều cũng chê. Ở xưa nay và cả mai sau, khen chê mà có ai đâu hoàn toàn, làm cách nào cũng bị chê á. Mà cái chê
là một cái tùy phiền não. Cái khen cũng là một cái tùy phiền não. Chúng ta khen đúng, mà chúng ta chỉ trích cũng chỉ trích bằng cái tâm từ, chỉ trích đúng. Như vậy thì nếu như những cái lời nói đúng, những cái ý kiến đúng mà người ta không chấp nhận, thì như Đức Phật lặng lẽ bỏ đi. Và cái hình ảnh này Đức Phật ngày cũng dạy chúng ta vậy. Chúng ta dạy, chính Đức Phật ngày cũng dạy cho Mokkallana, tức là một kiền liên toán xuất gia, về cái sự dạy ngựa. Thì người dạy ngựa này, khi Đức Thế Tôn hỏi rằng này Mokkallana, khi người dạy ngựa thì như thế nào? Chứ quý vị nhớ là Mokkallana này không phải là thượng thủ thinh văn tay trái của Đức Phật, mà đây là một người cũng có tên Mokkallana. Thì người này trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, đối với ngựa mà hiền thiện á, thì con huấn luyện theo hiền thiện. Còn nếu ngựa mà nó ngang bướng á, thì con phải đánh nó cho nó trở nên hiền thiện. Đức Phật ngài dạy là nếu như con ngựa mà nó ngang bướng á, mà đánh nó mà nó không trở nên hiền thiện thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đánh mạnh hơn. Này người dạy ngựa, nếu như con ngựa đánh mạnh hơn mà nó không có trở nên hiền thiện thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con giết nó. Rồi sau đó cái người dạy ngựa này hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, ngài huấn luyện đệ tử như thế nào? Đức Thế Tôn ngài nói rằng ta huấn luyện đệ tử cũng theo như cách dạy ngựa. Rồi với những gì tùy khu mà hiền thiện thì ta sẽ tấn nâng đỡ. Những gì tùy khu hiền thiện là những gì tùy khu mà chấp hành theo giới định tuệ của Đức Thế Tôn ngài dạy. Đưa mình vào trong giới định tuệ của Đức Thế Tôn ngài đã ban hành, ngài đã chế định. Mà Đức Thế Tôn có những gì tùy khu mà khó dạy thì phải như thế nào? Thì ta sẽ dùng hình phạt, ta sẽ phạt. Cũng giống như người dạy ngựa vậy. Mà Thế Tôn nếu dùng hình phạt nhẹ mà các vị đó không có trở nên hiền thiện thì sao? Hôm nay người dạy ngựa Như Lai cũng sẽ dùng hình phạt nặng hơn. Mà trong giới luật quý vị thấy rằng có những hình phạt rất nhẹ, như là sám hối thì hết. Còn hình phạt hơi nặng hơn chút xíu nữa thì là những phạm những cái giới ưng xả tối trị, là những tài vật mà nhận cách bất chánh phải xả bỏ và phải sám hối mới hết tội, hoặc là phải bị biệt trú trong những cái giới về cái tăng tàng. Bà Đức Thế Tôn, nếu như hình phạt nặng mà vị tỳ khưu đó cũng ngang bướng thì như thế nào? Hôm nay Mokkallana Như Lai cũng sẽ giết bỏ. À, quý vị nghe nói là Đức Phật mà đi giết bỏ những cái chư tỳ khưu thì hơi lạ. Nhưng mà cách giết bỏ của Đức Thế Tôn như thế nào là ngài không nói tới nữa. Muốn làm gì làm. Nhưng mà nếu mà phạm vào những cái giới hạnh mà nặng á, phải bị trục xuất á, thì đành thôi. Nhưng mà những cái giới kia mà cứ ngang bướng cãi lời cứng có dạ, nhưng mà giới hạnh được cũng nghiêm trì tốt á, nhưng mà cứng ngã mạng thì Như Lai cũng giết bỏ bằng cách không nói gì nữa hết, mà không chỉ dẫn, không dạy dỗ. Nhưng mà ra hình ảnh Đức Phật ngày ra đi khỏi kinh thành Cô Sâm Bí đó, đó là cũng bài học chúng ta áp dụng trong cái đường đời, trong cái cuộc sự thế. Và một trong những gì tùy khu mà phải lãnh cái hình phạt này á, một hình phạt rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, muốn làm gì làm chẳng ai nói đâu, đó chính là người hầu cận của Bồ Tát, tức là ngài Channa Sana. Ông ngang bướng đến mức độ mà Đức Xá Lợi Phất, tức một kiền liên mà khuyên giải, ông nói mấy ông ở đâu, lúc đó mấy ông ở đâu, lúc chính tôi là đưa thái tử đi xuất gia, bây giờ mới có mấy em mấy ông, lúc đó mấy ông đâu, xong đưa thái tử đi xuất gia, bây giờ xưng là đệ nhị nhất thượng thủ tinh văn, đệ nhị thượng thủ tinh văn.
cái ngài cũng đành chịu và trình bày Thức Tôn. Thức Tôn nói này chư tỳ khưu hãy để yên vì tỳ khưu đó, người mà sanh ra cùng ngài với Đức Bồ Tát mà ngang bướng như vậy, cố chấp như vậy. Và ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch, ngài có dạy lại cho chư tỳ khưu là phải phạt Brahma Danh Đá, tức là phạm đàn đối với tỳ khưu Chánh Đá. Nghe như vậy thì ngài Chánh Đá dù ngang bướng như thế nào đó phải bật khóc rồi. Nhưng mà sau đó 3 tháng thì ngài chứng quả A La Hán. Trong thời gian mà sống một mình như vậy, rồi chúng ta thấy rằng nó hơi hơi bất nhẫn, nhưng có như vậy á mới đưa cho ngài Chánh Đá chứng quả được đạo quả A La Hán. Tức là cái hình phạt này nó lạ lắm. Khi chư tăng đang ngồi họp vui vẻ nhau bàn luận đạo pháp nhau thì thấy bóng dáng của ngài Chánh Đá đi tới, các vị tự nhiên giải tán. Rồi cái vị vậy này mà mang cái bát vào trong cái trai đường để mà ngồi ăn chung với chư tỳ khưu, chư tỳ khưu đứng dậy bỏ đi, nên kêu chỗ tìm chỗ khác ngồi để ăn. Tức là không nói, không tiếp xúc, không giao thiệp. Cho nên ngài Chánh Đá sống trong cảnh đá, tâm tư nó trở nên lặng lẽ, thân nó trở nên lặng lẽ và nhìn lại những cái bản thân mình và nỗ lực tinh tấn. Sau đó chứng đắc đạo quả A La Hán. Và trong giới luật thì cũng không có cái bản tuyên ngôn nào để mà giải trừ cái tội Brahma Danh Đá, tức là tội phạm đàn cả. Và trong kinh điển chỉ ghi nhận lại một cái hình ảnh của ngài Chánh Đá mà thôi. Thì cũng vậy, trên đường, trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta có những kẻ ác, có những kẻ cố chấp, thì chúng ta lặng lẽ ra đi. Nhưng là không nói tới cái vấn đề này nữa, rồi không nói tới cái sự kiện này nữa, im lặng là ra đi. Và từng bước mà khi chúng ta tìm thấy được những cái nguyên nhân như vậy, từng bước mà chúng ta tìm thấy được những cái quả tốt đẹp như vậy, thì như thế nào? Quý vị đang tiếp cận tới một cái, nếu người mà có trí thì tiếp cận tới những cái sự kiện xung quanh để thấy được cái nhân quả của nó. Và hãy thấy được nhân quả của nó một cách rõ ràng như vậy, thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng tất cả một sự kiện nó phải chịu theo quy luật vô thường. Quý vị sẽ thấy rằng có giận người ta hoài chăng nữa cũng không thể giận hoài được đâu. Một lúc nào đó cũng sẽ bớt đi cái giận. Chính cái giận cũng bị vô thường. Nhưng mà cái giận nhiều thì mình đang khổ thôi, chứ có gì. Nó là bất thiện pháp. Mình hoan hỷ với người khác thì một lúc nào đó cái hoan hỷ nó cũng sẽ giảm đi. Rồi nó cũng sẽ, nếu không khéo thì nó cũng sẽ trở thành là cái thản nhiên. Chúng ta thấy rằng trong đời sống này có những người kết giao nhau rất là thân, nhưng mà một thời gian sau nó cũng nhợt nhạt dần. Mà nhợt nhạt không biết tại sao, không ai làm mít lòng ai cả, nhưng mà dần dần nó cũng nhợt đi. Và cuối cùng đó thì mạnh ai nấy sống, mặc dù nó chưa hẳn hẳn là cách ly cách hoàn toàn. Do những cái sự kiện đó cho chúng ta thấy rằng hôm nay quý vị cung kính một vị tỳ khưu, hôm nay quý vị mến mộ vị tỳ khưu, hôm nay quý vị sùng mộ một vị nào đó, thì một lúc nào đó cái định luật vô thượng cũng chi phối. Và mình nắm được, cái bắt được cái nhìn được cái vô thượng chi phối, mình thấy được cái nguyên nhân, thấy được cái kết quả. Và vị tỳ khưu cũng vậy, hôm nay thấy một cái số Phật tử mến mộ mình, hôm nay thấy một cái số Phật tử là có cảm tình với mình, thì mình sẽ nghĩ rằng một lúc nào đó cái sự mến mộ, một lúc nào đó cái sự cảm tình đó nó cũng sẽ không có, nó cũng sẽ bị định luật vô thường chi phối. Và sống với một nội tâm an tịnh, một khi có nội tâm an tịnh như vậy thì nhìn những bạn, những bậc đồng phạm hạnh mình, những cái vị sư mình với ánh mắt dung hòa, với ánh mắt nó được hoàn hảo, được tốt đẹp, chỉ và chỉ khi nào những bậc đồng phạm hạnh mình
mà vi phạm vào cái giới, vi phạm vào cái pháp của Đức Phật chẳng hạn như vậy, thì mình nhắc nhở. Nhắc nhở nặng cũng được, mà nhắc nhở nhẹ cũng được, nhưng không bao giờ có một cái tâm lý là thù hận ở trong đó. Có như thế thì cái tăng đoàn này sẽ hưng thịnh, có như thế thì những vị sư sẽ sống rất là an lành. Hãy từ bỏ đi những cái vật dục, hãy từ bỏ đi những cái gì của thế gian, những cái danh tiếng, những cái lợi lộc, những cái mà mình xét thấy không đem tới những cái lợi ích cho đạo quả, nó chỉ là cái quả của cái phước mà hôm nay mình đã được tạo, hoặc là mình tạo trong quá khứ, hôm nay nó được trổ quả, và cũng không hãnh diện gì những cái quả phước đó. Và từ những cái sự kiện này, mình sẽ đưa tâm mình quán xét, giữ lấy thân nhiệt tình, tức là thân sẽ không có náo động đối với những cái bậc đồng phạm hạnh của mình. Ở trong tăng luật quý vị biết rằng là một vị tỳ khưu á, mà giơ tay mà giá giá là đe dọa một vị tỳ khưu khác cũng phạm ương đối trị, một vị tỳ khưu khác mà đánh một vị tỳ khưu khác cũng phạm ương đối trị. Phải giữ làm sao cho cái thân mình nghiệp từ. Như vậy thì quý vị nói rằng giờ con đánh con cái con làm sao? Xin thưa quý vị, nghiệp quả phân minh nha. Sau này quý vị đánh với tâm lý dạy dỗ người ta, thì sau này người ta cũng đánh với tâm lý dạy dỗ mình. Cho nên cũng mong rằng mình nên có cái thân nghiệp từ, rồi mình có cái ngữ nghiệp từ, mình có cái ý hài hòa. Tất cả chúng sanh, mỗi người một ý, nó chạy theo cái duyên của nó, nó chạy theo những cái khuynh hướng riêng của nó, sự kiện nó đâu còn có đó. Chứ không có nên mà vội vã, không có nên mà làm cho cái tâm mình nó sôi nổi, làm cho tâm mình nó bốc cao, thì nó bị một cái tùy phiền não nó sinh khởi lên. Dạ thưa quý vị, với một cái đoạn kinh ngắn, với cái lời nói của Ngài Anuruddha với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn, chúng con sống được hòa hợp, chúng con sống được an vui là vì chúng con lấy tâm mình là tâm người vậy. Và thưa quý vị, thời giảng đến đây cũng vừa phải lẽ, báo phát sanh lên xin cúng dường chư tăng, xin chia đều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính thưa quý vị, những cái phước báo này riêng chúng tôi cũng xin chia đến cho hai vị tín chủ. Mình thứ nhất là sư cô Tamasari và cô Yến Nhi đã có tấm lòng tỉnh tính cúng dường đến chúng tôi tiền thuốc, và chúng tôi đã nhận được từ Đại Đức Minh Đức trao lại mỗi vị là 1 triệu đồng tiền Việt Nam. Và như qua phước này xin chia đều cái gì đó hai vị đó, và mong hai vị đó được sự an vui, được sự tịnh lạc, và nhất là được sự tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Thầy Dạ, Nam mô Sư Thầy.